theo giới luật tu sĩ xuất gia sa di và tỳ kheo đều không được giữ tiền tham gia các hoạt động kinh tế vậy trong bối cảnh hiện tại đối với một vị tu sĩ sử dụng tiền của cá nhân đã tạo lập trước khi xuất gia cùng dùng số này để làm vốn đầu tư kinh doanh mua bất động sản chứng khoán vàng đô trong thời gian xuất gia với mục đích không quá phụ thuộc vào sự tiếp nhận sự cúng dường của Phật tử tự chủ tài chính phục vụ vào việc học tập từ thiện xây dựng cơ sở tu học cái này chắc chắn là phát triển này lo cho cha mẹ trong trường hợp không có người nuôi dưỡng nếu xuất phát từ tâm tốt và không mất quá nhiều thời gian tâm trí vào hoạt động này cái này xin nhấn mạnh nha à, đen nhấn mạnh dùm nha có được hay không thực tế các sư nam tông và các tu sĩ Phật giáo Việt Nam và trên thế giới có cách làm như thế nào đối với vấn đề này nếu làm như vậy có đúng pháp không nếu vẫn làm thì tổn hại như thế nào thưa với quý vị đó uh, trong các cái pháp quán tưởng của một vị xuất gia nó có một cái điều như thế này ta là người phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của cư sĩ cho nên ta phải nỗ lực tu học để cho nó xứng đáng nha thành ra đó cái à, mục đích của việc xuất gia là để mình tìm cầu sự giải thoát sau khi mình đạt được sự giải thoát rồi đó rồi mình mới giúp đời chứ không có nên mà lẫn lộn đầu đuôi nha không nên lẫn lộn đầu đuôi nha quý vị có nhiều cái nhầm lẫn lắm, ừ. cái chuyện mà giúp đời đó, nha cái chuyện mà giúp đời, nó thẳng là làm từ thiện, bản thân nó là cái nhiệm vụ của cư sĩ ờ, quên mở là nhiệm vụ của cư của cư sĩ nha đã được đức thế tôn uh, giao lại cho cư sĩ uh, trong kinh đại Bác niết bàn, quý vị nghĩ dùm như trong một đất nước muốn vững mạnh vua phải ra vua mà dân phải là dân. Không có cái lý do gì á. dân á, thì học cách mà trị quốc. Còn vua đó thì học cách cày ruộng. Cái đó là đất nước nó ở cái mầm mống của việc loạn. Mà bây giờ á, nha bây giờ đó. Cái người à, làm cái công việc là văn hóa giải trí Uh, ca sĩ diễn viên uh, nghệ sĩ hài thì uh, lại uh, dạy người khác phải sống như thế nào dạy người khác cách sống đạo đức trong khi đó đó những người uh, có cái trách nhiệm có trách nhiệm giảng dạy đạo đức như là giáo viên tu sĩ thì lại ráng trở thành một cái nghệ sĩ hài ráng trở thành một ca sĩ nha ráng trở thành một nhà kinh doanh quý vị thấy bây giờ cái xã hội bây giờ nó đầu đuôi lẫn lộn nhà kinh doanh dạy người ta làm đạo đức còn cái người dạy, đáng lẽ ra cái trách nhiệm của họ là dạy người ta đạo đức thì lại đi làm kinh doanh khi mà một cái xã hội mà đầu đuôi lẫn lộn như vậy đó là cái mầm móng của sự suy vi mình không có nên góp phần vào việc đó ừ. rồi hơn nữa đó mình nói là mình không có dành quá nhiều thời gian nhưng mà sư khuyên quý vị nên đi học nên thực hành tứ niệm xứ để chi thành thật với chính mình thành thật với chính mình nha để phát hiện cái tâm tham của mình một vị tu sĩ sở dĩ được gọi là một vị tu sĩ là do đâu bởi vì vị đó đang tập cái sự xả ly mà nếu như mà mình ôm đồn để mà mình lo mình đi làm mình lo mình kiếm tiền thì thôi thà mình mặc đồ đời mà mình cạo đầu nha mặc đồ đời mà quý vị muốn cạo đầu ở chuyện của quý vị mặc đồ đời đi làm kiếm cái tiền đó rồi để mình tự chủ tài chánh sau đó là mình đi à, mình tu học thì người ta còn nể nha người chứ còn mà một ông thầy tu thì nó cho ra thầy tu quân cho ra quân mà thần cho ra thần tu cho ra tu mà đời cho ra đời cho nên ráng học tứ niệm xứ để sư nói cái này nó hơi nặng là để tránh cái chuyện mà lừa mình dối người thì nó không có nên còn cái chuyện mà quý vị hỏi um, các sư nam tông các sư nam tông ở Việt Nam và trên thế giới đối với vấn đề này như thế nào xin thưa với quý vị Uh, ráng giữ được cái gì thì giữ đó là quan niệm của phật giáo nguyên thủy cái gì giữa đức thế tôn ban hành ráng giữ được thì giữ cái gì mình giữ không được thì ít nhất á, là mình không ủng hộ nó và mình không hợp thức hóa cái chuyện đó giả sử như bây giờ tôi sư uh, thấy quý vị đi tu mà quý vị còn uh, mua nhà đất còn đầu tư kinh doanh còn làm nhà hàng khách sạn nếu như quý vị không hỏi không đá động gì tới sư hết thì sư không có việc gì sư nhảy vô sư đụng chạm tới quý vị làm chi nhưng nếu như quý vị hỏi sư thì sư chỉ khuyên không có nên làm đấy chứ còn mà mình khuyến khích thì nó là cái chuyện sư không thể làm được nha à, rồi um, quý vị hỏi có đúng pháp hay không thì tự quý vị có câu trả lời rồi nha còn nó tổn hại như thế nào á thì như sư nói đối với cá nhân là mình lẫn lộn đầu đuôi với chính mình cái mục tiêu giải thoát giác ngộ rồi sau đó phổ độ chúng sanh mình đã quên mà mình chạy đi cái chuyện mà mình làm cái chuyện đời mình quên chuyện đạo thành ra đó, mình bỏ gốc mình lấy ngọn cái chuyện mà mình chứng đắc được đạo quả cái chuyện đó là chuyện xa vời hết sức là xa vời nha À, rồi còn đối với cái số đông đối với tập thể đừng có nghĩ cái chuyện đó là mình làm chỉ có một mình mình nhớ mỗi một người đều có tầm ảnh hưởng ít nhiều thôi khi mình làm như vậy đó mình sẽ có sự ủng hộ của một số người đương nhiên mình sẽ có lý do và như vậy mình đã góp một phần đưa cái đạo của mình vào con đường tâm tối một người giữ thì đạo trường tồn được thêm một ngày mà một người buông thì đạo nó chết sớm một ngày. Nhớ dùm thương cho mình thì lo tu. Thương cho đạo thì cũng lo tu giùm nha. Cái mà tu mà đi làm kinh tế á nói là tôi làm kinh tế để tôi phục vụ những cái thiện sự. Thì cái này giống như đem chiếc thuyền lên bờ ngồi chấm Nó không đi vì, Tại vì Tại vì lên Google gì gõ Lực sức gia tổng quát của ngài của ngài ba giới sư bát giới hoặc là hoặc là tứ thanh tịnh giới của thượng hậu tông có gì coi bốn phần sự của bọn sức gia là tứ thanh tịnh giới còn á, uh, cái nguy hại nguy dưới nguy là đời sau bắt trước tại vì á có những trường hợp á cái ông đầu tiên hay là những cái thế hệ đầu á làm những cái đó là chẳng qua là phương tiện hay là là kẹt trắng đã nhưng mà cái đám sau cái nó hốt luôn vậy làm bảo bối ồ hay quá ngon mà cứ tưởng mình là đang đi trên con đường chân lý còn tưởng là ở bởi vì làm cái đó rồi nó phát sinh kinh tế rồi phát sinh cái nguồn thu nhập rồi bắt đầu lấy cái đó đi làm từ thiện thì nó nhìn bên ngoài ngon mà đã quá đúng mà hoạt động kinh tế không nó đâu có đúng cái phận sự pháp học pháp hành ở trong của vị tỳ kheo đâu rồi á mình làm mấy cái đó rồi, thời gian đâu để mình ôn luyện kinh điển giống như bây giờ cư sĩ làm mất thời gian cho nên tại sao mà cư sĩ ít người hiếm người nào có thể thông hiểu được giáo pháp thì bận quá con, con cái gì, đi làm nếu mà mình tối tối ngày mình chấu đầu vô những cái thế tục này kinh tế này rồi mình giống như là một cái hành động bịt mắt rồi chậm chuông bịt mắt chậm chuông vậy đó bịt tai chậm chuông lấy lấy cái bông gòn nhắc lỗ tay xong đi lấy cái chuông nó kêu mình không nghe mình không nghe mà chủ nhà nghe à, chùa ông thầy chùa nghe ông trụ trị nghe cái tiếng chuông bịt mắt chậm chuông giống như là làm sai rồi mà vẫn vẫn cố biện hộ một cái lý gì đó để tôi làm đúng cái này thì không nên tại vì người ta hỏi á sao sẽ chẳng thấy mấy sư nam tông trừ với vị trụ trì ha ít khi nào thấy mấy sư khác đi làm từ thiện thì tôi ăn tôi còn nhờ thí chủ tôi nhờ từ thiện kiểu gì quý vị phải thấy mình tu mình nhờ vào thí chủ mà tôi nhờ vào cúng dường mà chưa thời giờ đó, chứ thời đức phật đi cất thực ăn không à lấy gì làm từ thiện cho nên á nếu mà vị nào mà thức gia rồi này xuất gia sa di thì kheo à? à sa di còn đã đỡ thì kheo dưới nữa nó dính vô lực cái trọng dữ lắm tại vì làm kinh tế thì mới biết làm kinh tế nó sẽ đụng nhiều cái mà nó giấu rồi phải lường là là lách thì nó không có nên ai chưa làm khỏi làm ai làm thì chắc có lẽ sắp xếp nghỉ đi tu tại mình đã chọn con đường xuất ra rồi mình cho so dù mình tu dở ta nó dầu thèn không thể vào bể quýnh cành cạch lạc đà gầy còn mập hơn con ngựa cho nên mình cho so dù là tu dở rồi dốt châu lý rồi này nọ nhưng mà mình không có làm ba cái chuyện gọi là để bật trí rồi chơi chấp làm chuyện gù vu thành thử nhiều người họ không biết họ nói mấy ông sư nam tông ít làm từ thiện. À tại vì uh, mọi người người có chia riêng ừ. rồi